Cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi nói cô đó Haruhi, hãy biến khỏi đi. Ngoài anh Vidat ra thì chỉ có Tara mới có quyền được sống trong ngôi nhà này thôi. Chờ đến khi nào cô ấy trở lại thì tôi và anh Vidat sẽ sống ở đây. Tôi sẽ tự tay giao lại nó cho cô ấy trước mặt của cảnh sát. Haruhi, em đang làm gì vậy chứ? Anh sẽ biết ngay thôi. Chúng tôi nhận được phản ánh rằng anh Vidat Rajan, vợ của Anjali Sharma, đã xâm nhập trái phép vào gia đình này. Cô là cảnh sát phải không? Đúng là có phản ánh như vậy, nhưng hình như cô đã nhầm tên rồi. Bởi vì chủ của ngôi nhà này là Vidat Rajan, vậy nên người sinh sống trái phép trong ngôi nhà này chính là Deep Rajan, và vợ của anh ấy, cô Arohi. Cô ấy đã đi thu dọn đồ đạc rồi. Vậy chúng tôi buộc phải mời họ ra khỏi ngôi nhà này, trở lại biệt thự Rajan cho nhà Rajan. Hôm nay đúng là một ngày toàn chuyện lạ thôi. Lại thêm một điểm bất ngờ nữa trong câu chuyện của gia đình Rajan. Anh Deep Rajan, một doanh nhân nổi tiếng, đã sinh sống trong căn nhà này hàng năm trời, và bây giờ đang có nguy cơ bị đuổi khỏi đây cùng với vợ của anh ta là cô Aruhi. Vợ của anh ta đã về phòng, và vợ cô ta sẽ thu dọn đồ đạc rời đi chứ. Và cũng có thể là một bất ngờ khác cho chúng ta. Hãy đoán xem, cô muốn câu trả lời đúng không? Gì thì đọc đi. Gì chứ? Tara đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho Deep và Aruhi sao? Sao có thể như vậy được chứ? Sao cô ấy có thể chuyển toàn bộ tài sản cho hai người trong khi hai người là kẻ thù của nó chứ? Vì ra chuyện này thật dớ dẫn, không thể nào xảy ra đâu. Tara sẽ chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho Aruhi sao? Người mà cô ta đã luôn cố sát hại và cũng là kẻ thù lớn nhất của cô ấy. Cô ấy sẽ chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho kẻ thù của mình sao? Điều đó là không thể nào. Giấy tờ này là giả. Chắc chắn cô chưa đọc kỹ rồi. Trên giấy tờ ghi rõ rằng Tara Rajan đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản dưới tên của Deep, chứ không phải là Aruhi. Mà giờ đây Deep đã cưới Aruhi, vì vậy Aruhi cũng coi như có quyền sở hữu tài sản này. Thực ra cũng dễ hiểu thôi, Tara đã yêu Deep rất nhiều mà phải không? Cô ấy sẵn sàng hy sinh toàn bộ tài sản của mình cho người mà cô ấy yêu. Tara yêu Deep điên cuồng, thế nên cô ấy sẵn sàng làm tất cả những điều đó, đúng không Deep? Tara yêu anh nhiều đến mức cô ta sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Thậm chí nó còn khiến cho tình yêu của Haruhi bị lu mờ. Ý em là có lẽ là cô ấy đã yêu anh nhiều quá mức. Vậy em cũng vậy. Nếu ta ra chuyển toàn bộ tài sản cho Deep, tại sao cô ấy lại không nói với Vidat? Anh ấy cũng có quyền sở hữu tài sản này mà phải không? Đừng gây lộn xộn nữa. Chỉ cần làm một điều thôi, cô cầm giấy tờ này và đi giám định đi. Chữ ký hoàn toàn là sự thật. Tôi biết những chữ ký này đều là thật chứ, bởi vì cô chính là Tara mà. Tôi không muốn giám định gì hết. Đồng ý là Tara đã sang tên toàn bộ tài sản của cô ấy cho Deep, vì anh Vidat cũng có quyền sở hữu một nửa số tài sản đó. Vậy nên cả bốn chúng ta
đều có quyền sở hữu ngôi nhà này, đúng chứ? Deep Ra Sinh và Virat Rajan đều có thể sống ở đây. Không thể nào không có chuyện đó đâu. Chúng tôi không muốn chung sống với lại anh trai Tara, kẻ đã khiến cuộc đời của chúng tôi bị đe dọa. Các người muốn chiếm dụng số tài sản này phải không? Vậy hãy kiện ra tòa đi. Chúng tôi sẽ tôn trọng quyền quyết định của tòa. Cô kiểm tra đi. Trên giấy tờ có ghi quyền sở hữu ngôi nhà này thuộc về anh Deep Ra Sinh và cô Aruhi. Vì nên hai người không thể sống ở trong ngôi nhà này trừ khi có phán quyết của tòa án. Cô vừa nói gì chứ? Mau biến khỏi đi. Nếu đã về thì gặp nhau ở trên tòa đi. Chúng tôi chỉ tạm thời rời đi thôi, nhưng sẽ sớm quay lại. Chúng ta đi thôi. Không ai phải đi hết. Angeli nói đúng. Virat cũng có một nửa quyền sở hữu đối với căn nhà này. Vì nên anh Virat hoàn toàn có thể sống trong ngôi nhà này cùng vị hôn thê của anh. Angeli, trong ngôi nhà này luôn có những bất ngờ xảy ra, sự hận thù và tình yêu thương. Bắt đầu từ hôm nay, giữa chúng ta sẽ có một khởi đầu mới. Ân oán cũng sẽ được trả thôi. Không biết tại sao, nhưng tôi nghĩ khuôn mặt của cô là làm cho tôi cảm thấy quen thuộc. Từ hôm nay trở đi, hãy sống cùng chúng tôi. Sự thân thuộc xa xưa với khuôn mặt này, Aruhi. Anh Virat, chào mừng anh về nhà. Từ giờ trở đi, bốn người chúng ta sẽ cùng nhau sống trong dinh thự Rajan. Chắc chắn sẽ rất thú vị. Tôi rất mong chờ. Chị ơi, chị thực sự là điên rồi. Khi trở về ngôi nhà đó, sống cùng với ác quỷ ta ra, cô ta rất nguy hiểm đó. Chắc chắn mọi người hôm nay cũng đã nắm được đầy đủ thông tin rồi. Vậy thì mọi người có thể đi rồi. Cảm ơn cô rất nhiều vì hôm nay đã gọi chúng tôi tới. Tin tức của cô thật sự là chấn động. Trong tương lai, nếu như cô có tin tức gì, cứ liên lạc với chúng tôi. Chúc một ngày tốt lành. Cảm ơn anh. Cô cảnh sát, quá trình điều tra vụ án ta ra sao rồi? Sao đến giờ này vẫn chưa có một chút tiến triển nào? Tôi chắc chắn Tara đang ở xung quanh đây thôi. Thế mà các người lại không bắt được cô ta. Chúng tôi vẫn đang điều tra. Cô ta có thể đi đâu được? Rồi một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ bắt được cô ta thôi. Nhưng tôi lo lắng cho cô Aruhi đây. Bởi vì lẽ ra Tara phải thường xuyên xuất hiện để quấy rầy cô chứ. Nếu cô cần giúp đỡ, hãy gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ là không cần thiết đâu. Cô tới đây, tôi không còn sợ anh Virat. Anh ấy xin lỗi tôi vì những lỗi lầm của mình. Quả là một viên cảnh sát trung thực, sẵn sàng quay lưng với em gái ta ra để có thể giữ chức cảnh sát của mình. Anh ấy còn thậm chí tuyên án tử hình đối với em gái ruột của mình nữa. Chung sống cùng một mái nhà với một cảnh sát trung thực như vậy, tôi nghĩ tôi không cần phải sợ bất cứ thứ gì. Vậy thì tùy cô thôi.
Virat chờ mượn anh quay về dinh thự Rajan. Lâu lắm rồi anh mới quay lại đi. Nếu cần gì hãy gọi tôi, tôi sẽ giúp anh. Mua kia bọn họ sống ở đây thì cảnh sát cũng sẽ biết được thân phận của em. Em hiểu chứ? Biết tại sao lại lôi cảnh sát vào đây? Có lý do gì để ngăn cản cô ta sống ở đây không? Cũng sẽ không có lý do ngăn cản cô ta chết ở đây. Biết chúng ta đã cài rất nhiều thiết bị theo dõi ở trong ngôi nhà này. Giữ họ ở đây cũng chỉ là một cái cớ thôi. Giờ chúng ta sẽ theo sát họ. Chúng ta sẽ theo dõi họ khắp mọi nơi. Hay là anh sợ không có cơ hội với cô ta? Đừng nói dớ dẫn nữa. Anjali đúng là sai lầm khi đặt chân vào ngôi nhà này. Nhưng em còn sai lầm hơn khi giữ cô ta ở trong ngôi nhà này. Tiếc cho anh thật đi. Thật đáng buồn. Cô gái mà anh đã lợi dụng quyền lực bằng mọi giá để tiêu diệt cô ấy. Vậy cô ấy lại là người đồng sở hữu căn nhà này. Từng ngóc ngách ngôi nhà này, toàn bộ mọi thứ đều đứng tên anh và của Aruhi. Còn cô là ai? Chỉ một giờ trước cô còn là Anjali. Giờ thì cô lại nói chuyện với tôi với thân phận là Aruhi. Cô nghĩ đặt chân vào ngôi nhà này thì cô có thể thắng sao? Đặt chân vào đây thì cô có thể bình yên sống sót trong căn nhà này sao? Anh nói tôi không thể tới gần anh, quanh quẩn chỗ của anh sao? Giờ tôi đang đứng ở trước mặt của anh. Hành động đi. Uy hiếp tôi sao? Dừng mấy chuyện cũ rích đó lại đi. Uy hiếp gì chứ? Có chuyện gì? Cậu ta uy hiếp em sao? Điếp, cậu nghe cho kỹ đi. Anjali là vợ chưa cưới của tôi. Vậy nếu cậu xúc phạm cô ấy, tôi là người đầu tiên không tha cho cậu đâu. Đi thôi Janu. Bằng mọi giá tôi sẽ để hai người rời khỏi ngôi nhà này. Anh chui vào đi. Đây là phòng của mẹ anh. Từ giờ sẽ là của em. Em sẽ sống trong căn phòng này. Ở kia. Em sao vậy? Em không thích căn phòng này sao? Không vì rác, không có chuyện đó đâu. Căn phòng này rất đẹp. Vậy em nghĩ rằng nếu như mẹ của anh còn sống thì chắc chắn là bà ấy rất vui khi nhìn thấy chúng ta như thế này, phải không? Đúng vậy. Em cảm thấy hơi mệt mỏi quá. Em muốn đi tắm một chút. Giờ đi nghỉ ngơi. Được chứ. Em đi tắm đi. Phòng tắm ở bên này. Giờ nếu như em cần gì cứ nói cho anh biết. Để anh chuẩn bị đồ ăn cho em. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Nhất định không thể để cô gái đó ở đây. Mọi kế hoạch của mình sẽ đổ sông đổ bể mất. Mình phải tìm cách tống cô ta ra khỏi đây. Này cô, tôi không hề biết cô. Em là của anh, sẽ mãi mãi là của anh. Trước mặt mọi người ở đây, tôi muốn tuyên bố rằng cô ấy là vợ của tôi, Aruhi. Dù đã biết hết mọi sự thật, mà sao mình lại điên cuồng đến vậy chứ? Đi, sao trước mặt của anh tôi lại trở nên yếu đuối vậy chứ? Giây phút anh rút chiếc nhẫn cầu hôn của Virat ra khỏi tay tôi, tôi đã nghĩ tôi đã sai lầm rồi.
và Deep vẫn còn yêu tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã quên hết mọi thứ. Tôi đã quên đi tất cả hận thù. Tôi cảm giác như Deep thân yêu của mình đã quay lại. Nhưng không Deep, những gì anh đã làm với tôi hôm nay, tôi sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn anh. Là một lần nữa thức tỉnh tôi trước sự thật phũ phàng này. Deep, giờ thì tôi không còn gì nữa rồi. Tôi sẽ không bị anh lừa nữa. Tôi sẽ không bao giờ tin vào những lời dối trá của anh thêm một lần nữa. Nghe đi. Tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi muốn nói cho cô biết một chuyện. Có chuyện gì vậy? Bảy bị làm sao gì? Nhất định không được để bảy xảy ra chuyện gì. Cần bao nhiêu tiền cũng được. Hãy chữa trị cho bảy, hiểu chứ? Bệnh nhân bị điện giật. May mà cô gái này đã đưa bệnh nhân đến cấp cứu kịp thời. Không thì bà ấy đã chết rồi. Nhờ có cô ấy mà bà ấy đã thoát. Wow đi. Nhìn biểu cảm của anh đi. Sợi dây điện đó là dùng để giết chính tôi đúng không? Nhưng không may người phụ nữ tội nghiệp này lại mắc phải. Nhưng phải công nhận rằng anh đúng là một diễn viên rất giỏi. Nếu không tôi cũng không hay lầm mắt vào lời nói dối của anh. Cô Anjali. Cô ta là ai? Cô Anjali. Cô giữ ở đây ra sao? Cô không sao chứ? Tôi thấy cô từ bệnh viện ra nên tôi hơi lo cho cô. Nhưng tôi tới bệnh viện là để thăm người bệnh thôi. Tạ ơn thần linh là cô vẫn khỏe mạnh. Nhưng cô đừng lang thang một mình như vậy chứ. Phải luôn đề cao cảnh giác. Cô phải biết cuộc sống hiện giờ của cô đang rất nguy hiểm. Tạ ơn thần linh là hôm nay may mắn gặp tôi. Tôi vừa mới từ quê lên. Không biết rằng cô đã giúp được người giúp việc chưa? Hay là để ngày mai tôi quay lại làm việc nha. May quá. Cô ấy là người giúp việc trong nhà của Anjali. Vậy chắc chắn là cô ý biết rõ về Anjali. À được rồi. Có chuyện gì với cô sao? Tôi tới nói chuyện ở ngoài đường như vậy là không hay lắm. Cô có thể lên xe của tôi. Tôi sẽ đưa cô về nhà. Dạo này tôi sống ở dinh thự Ra Chan rồi. Dinh thự Ra Chan? Cô Anjali, từ từ đã. Vậy cô đang sống ở nhà Virat sao? Đúng vậy. Ôi thần linh ơi. Thưa cô, có thể là cô không thích những lời tôi nói. Nhưng vì yêu quý cô cho nên tôi phải nói. Mau tránh xa tên Virat đó ra. Tôi biết sau cái chết của ông chủ, cô đã đơn độc một mình. Nhưng cô cũng không nên đến bên cạnh của anh ta chứ. Anh ta là một kẻ xấu xa. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó cô đã hứa với ông chủ rằng dù có đối mặt với bất kỳ tuyển dòng hay cục gã nào thì cô cũng sẽ can đảm đối mặt với nó. Tới giờ cô vẫn luôn như vậy mà phải không? Cô luôn đối mặt với mọi khó khăn một mình, không e sợ tất cả mọi thứ. Vậy tôi cũng nói với tất cả mọi người rằng trên đời này không ai có thể dũng cảm hơn cô được đâu. Có vẻ như Anjali là một cô gái rất dũng cảm và yêu đời. Nhưng mình lại chứng kiến cô ấy tự sát.
vì những gì mình thấy không phải là sự thật sao? Và cái chết của Anjali không phải là do tự sát, mà là do có người cố tình muốn giết cô ấy. Dù sao đi chăng nữa, mình cũng phải tìm ra sự thật. Bởi vì mình đã dùng khuôn mặt của cô ấy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mình vẫn chưa biết đáp án cho cuộc đời của mình. Vậy bây giờ lại thêm bí mật của Anjali.